Xin chào các bạn. Đây là một chiếc điện thoại. Thì điện thoại thì ai cũng dùng rồi đúng không ạ? Nhưng mà các bạn có biết được rằng là cái cấu tạo bên trong của một chiếc pin điện thoại này nó có những cái gì hay không? Và có những người bảo trong pin điện thoại có vàng. Thì hôm nay mình cùng các bạn sẽ xem khám phá xem bên trong cục pin điện thoại nó có những cái gì. Thì ở đây mình có một số cái cục pin điện thoại này. Đây là cái cục pin của Samsung này. Còn đây là cái cục pin của Nokia, thì cái điện thoại Nokia thì chắc các bạn nào cũng biết rồi. Còn đây nó cũng là một cái pin điện thoại của tàu. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mổ bụng nó ra để xem bên trong của cục pin điện thoại nó có cái gì các bạn nhé. Thì các bạn lưu ý với mình trước khi mà các bạn mổ bụng một cái cục pin nào đấy thì các bạn sẽ cần phải xả hết cái điện áp ở trong cục pin đấy ra nhé. Bởi vì nếu không các bạn có thể làm cái cục pin đó cháy nổ. Và đây là cái cục pin thì các bạn nhìn thấy nó bị phồng rồi, cái cục pin này thì nó đã bị hỏng bị chai rồi, nhưng mà trước khi làm thì chúng ta cũng cứ xả hết điện ra và chúng ta có thể là chập hai cái đầu này lại xem nó còn điện hay không. Thì các bạn nhìn thấy là hiện tại là điện ở trong cục pin này là đã hết rồi đấy. Thì bây giờ chúng ta tiến hành bóc nó ra thôi. Các cục pin khác thì các bạn bóc bình thường nó ra thôi, nó cũng giống như cục pin này thôi, không có cái sự khác nhau gì. Nếu như mà cùng một cái loại pin thì cái này nó là cái dòng pin lithium mà dùng cái chất điện phân là điện phân lỏng các bạn nhé, tức là điện phân dạng nước ấy. Khi mà các bạn thao tác tháo cục pin nó ra thì các bạn phải hết sức cẩn thận, bởi vì nếu như các bạn mà rạch hoặc là đập mạnh quá mà trong viên pin nó vẫn còn có cái lượng điện nhất định thì nó có thể là gây cháy. Và các bạn biết là cái điện ở trong viên pin ấy, nó tích trữ với một cái năng lượng khá lớn và nó cháy thì nó bùng lửa lên rất nhanh luôn. Thì các bạn biết là nhiều cái vụ mà cháy điện thoại, chập điện thoại ấy, nó bùng một phát là nó chùm luôn, kinh khủng lắm, nó nổ pin ấy. Đây, mình bóc ra cái lớp bảo vệ này. Cái lớp bảo vệ bên ngoài nó là một cái lớp gạng gần gần như kiểu là nhôm. Nó có một cái mùi. Đấy, cái mùi nó cũng hơi khó ngửi. Các bạn là thao tác thì các bạn là nên dùng găng tay và bịt khẩu trang nó vào cho nó an toàn. Thường thì cái vỏ bọc bên ngoài pin nó sẽ được làm kín để tránh cái việc mà cái dung dịch của nó bị thất thoát ra. Rồi, mình đã bóc được cái lớp vỏ của cái viên pin lithium này rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục bóc tiếp. Đây. Các bạn có thể thấy rằng là viên pin lithium này nó được quấn bởi nhiều lớp này, các bạn nhìn thấy không? Đấy, cứ bóc nó ra này. Đó, rất nhiều lớp nó quấn lại với nhau. Thì ở đây mình sẽ xem mấy lớp. Ui giời, cái mùi nó hắc quá. Đây, các bạn có thể nhìn thấy ở đây nhá, nó sẽ có là hai cái lớp đấy, hai cái lớp điện cực. Đây, một cái lớp này là lớp bên trong này đấy, còn cái lớp mà trắng trắng đây, cái chớp trắng này là cái lớp ni lông này, để nó cách ly với cái điện cực thứ hai. Đây, đây là cái điện cực thứ hai này các bạn nhé. Ô, sờ vào nó ấm ấm các bạn ạ. Đấy, ấm ấm này. Đây, đây, đây vàng này các bạn nhé. Đây vàng này này. Đấy, bạn nhìn thấy vàng chưa? Đó. Thực ra đây không phải là vàng đâu. Đây nó là một cái tấm lá đồng các bạn ạ. Cái điện, đây là một cái tấm lá đồng, một cái điện cực bằng lá đồng. Còn cái điện cực bên trong này thì nó bằng cái gì đây? Nó bằng kiểu như lá nhôm ấy các bạn ạ. Lá nhôm mà nó phủ lên một cái lớp đen đen như này. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ bóc nó ra này. Bóc hết nó ra luôn. Nó có một cái mùi rất hắc luôn các bạn ạ. Nó là cái dung dịch điện dung của trong cái pin này, mùi hắc kinh khủng luôn. Mình phải bịt khẩu trang. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Cái pin mà dung lượng càng lớn thì cái điện cực nó càng to và nó quấn càng nhiều lớp thì nó mới tích được dung lượng lớn. Đấy, thì đây đây là cái cuối cùng mà nó sẽ ra hai cái bản điện cực. Đây các bạn nhé, đây, đây là điện cực này, đây điện cực này, đây điện cực này có hai cái bản này, thì nó sẽ nối vào hai bên này. Rồi bây giờ mình sẽ bóc cẩn thận ra xem nào. Rồi. Đây, các bạn nhìn thấy chưa?
Đây, cái đầu cuối này là nó có hai bản điện cực. Không hiểu sao mà tháo nó ra này, tháo nó ra này. Sờ vào đây nóng lắm. Đấy, thờ vào đây rất chi là nóng nhá. Nếu như mà để nó đủ nhiệt độ của nó ấy, là có thể là nó sẽ bốc cháy luôn đấy. Nên là các bạn tháo các bạn cũng phải hết sức lưu ý đây. Này, sờ vào cái điện cực bằng đồng này. Nó nóng này. Nó nóng thế nhỉ? Cái bản nhôm này thì cũng nóng nhưng không nóng bằng cái bản đồng. Nó nóng lên, bắt đầu nó bốc cái mùi điện rung của nó lên, nó hắc và cay cay mắt lắm. Đây, cái bản đồng sờ vào nóng ấm ấm tay này. Đấy, cái này cục pin này là nó đang bị khô dung dịch rồi, thì các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, khi lúc mà mình mới mở ra ấy, thì cái này nó còn đen đen này, cái tấm đồng này nó còn phủ cái lớp đen đen này. Thế nhưng mà khi mà mình mở ra một lúc này thì nó nóng này, xong bắt đầu nó kiểu như nó bị cháy đấy. Các bạn nhìn thấy không? Đây. Đó. Hai bên bản cực đồng nó đều phủ những cái lớp đấy, cái lớp hóa chất. Rồi thì các bạn có thể thấy được rằng là cấu tạo bên trong một cái viên pin lithium đấy, và dùng trong các cái điện thoại và các cái thiết bị điện tử, thì nó sẽ gồm có ba cái lớp, trong đó là có hai lớp để dùng cho điện cực dương và điện cực âm. Thì một cái lớp là nó sẽ bằng cái lá đồng này và nó sẽ phủ các cái hóa chất này. Một cái lớp thì nó sẽ quấn bằng cái lá, như cái này là lá nhôm thì phải, lá nhôm mà. Đấy, xong bắt đầu nó cũng phủ lên bên ngoài một cái lớp hóa chất đen đen này. Và hai cái lá này nó sẽ được cách điện với nhau bởi một cái tấm ni lông ở giữa này. Cái này là cái tấm ni lông này các bạn này. Đó. Và nó sẽ quấn lại nhiều vòng với nhau và nó sẽ đóng lại trong một cái khung pin, và người ta sẽ đổ cái dung dịch điện phân vào trong đó. Thì dung dịch điện phân thì nó có thể làm bằng bằng dung dịch loãng nước hoặc là dung dịch bằng cái dạng keo. Và các bạn cũng đã được xem rồi, thì khi mà mở ra thì đây không phải là vàng đâu nhé, cái này nó chỉ là một cái lá đồng rất chi là mỏng thôi. Mục đích của nó là làm điện cực cho cái cục pin này thôi, chứ không phải là vàng đâu nhé. Đấy, thì các bạn thấy rồi đúng không? Và cái cấu tạo của cái viên pin lithium này thì nó cũng không khác gì cái cấu tạo của một cái tụ điện. Mình cũng đã mở ra một cái tụ điện rồi, thì cấu tạo nó cũng vậy, nó cũng gồm có hai điện cực và cách nhau bằng một cái tấm tấm cách điện như này, sau đó nó cuốn lại với nhau đó. Rồi, ok, mình cũng vừa mới mở và chia sẻ cho các bạn về cấu tạo bên trong của một cái viên pin lithium hay là một cái viên pin điện thoại nó như thế nào rồi. Và thực tế các bạn có thể thấy là không có vàng đâu nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Cảm ơn các bạn.